Mới đây, buổi họp báo ra mắt bộ phim Gia đình mình vui bất thình lình đã được tổ chức tại Hà Nội. Đây là dự án phim quy tụ rất nhiều diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Việt như nghệ sĩ nhân dân Lan Hương, nghệ sĩ nhân dân Bùi Bài Bình, Lan Phương, Thanh Sơn, Khả Ngân, Doãn Quốc Đam. Đặc biệt, đây là bộ phim đánh dấu lần thứ hai Thanh Sơn và Khả Ngân đóng chung sau thành công của 11 tháng 5 ngày. Từng được khán giả đẩy thuyền trong dự án trước, vậy nên màn tái hợp của Thanh Sơn Khả Ngân khiến khán giả cực kỳ hào hứng. Sau Yêu, cặp đôi đã chính thức trở thành vợ chồng hứa hẹn sẽ bùng nổ chemistry trên màn ảnh. Hãy cùng xem cảm xúc của Khả Ngân thế nào trong dự án Gia đình mình vui bất thình lình này nhé! Khi được hỏi về màn tái hợp cùng Thanh Sơn trong Gia đình mình vui bất thình lình, Khả Ngân cho biết Khả Ngân cảm thấy vui, may mắn khi lại được hợp tác lần nữa cùng anh Thanh Sơn. Vì đã quen nhau từ trước rồi nên cả hai cũng không cảm thấy ngại ngùng nữa. Quan trọng nhất là anh em đã nắm được nhịp diễn của nhau từ hồi đóng chung ở 11 tháng 5 ngày rồi. Khi biết bạn diễn lần này, cảm xúc của Khả Ngân vừa mừng nhưng cũng vừa lo lắng. Vì là lần hợp tác thứ hai cùng anh Thanh Sơn nên Khả Ngân đã quen hơn rất nhiều. Thế nhưng sự quen thuộc này vẫn có cái hại. Vì hai anh em đã quá quen với việc yêu đương tuổi thanh xuân rồi nên cái khó là phải thay đổi đi. Giờ mình đã tiến thêm một bước rồi, không phải yêu đương nữa mà đã bước vào mối quan hệ gia đình rồi. Tuy bạn diễn cặp là người quen, nhưng thực sự ở những set quay đầu Khả Ngân thấy rất áp lực. Lần này, mình phải hợp tác cùng nhiều diễn viên mới với nhiều vai trò khác nhau. Bước vào cuộc sống mới phải đối mặt với anh rể, chị dâu, bố mẹ chồng là một vấn đề khá khó đối với mình ở thời điểm hiện tại vì chưa có kinh nghiệm. Theo Khả Ngân cảm nhận, Trâm Anh là một người phụ nữ thông minh, sắc sảo, trưởng thành. Cô gái này là người nếu muốn làm việc gì thì đều đã có sự chuẩn bị từ trước đó. Mình có cảm giác đó là một cô gái mạnh mẽ, lý trí với quan điểm sống rằng nếu không tự yêu thương mình, sao có thể yêu thương người khác. Trâm Anh làm việc trong studio vậy nên quan mặc sẽ rất đẹp. Ban đầu Khả Ngân không được phía ekip tiết lộ bạn diễn, phải đến khi ra Bắc mới biết đó là anh Thanh Sơn. Cảm giác lúc đó vui, hồi hộp mà cũng bất ngờ lắm. Đây là lần thứ hai ra Bắc đóng phim, nên Khả Ngân cũng mong mình sẽ được hợp tác với nhiều anh diễn viên khác. Mình từng nghĩ rằng có khi nào lại được đóng cùng anh Mạnh Trường, Đình Tú hay không? Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.